Audio TMX xin gửi lời chào đến toàn thể anh chị em yêu âm nhạc và ca hát, rất là hân hạnh và trân trọng được gửi lời cảm ơn hai anh trai đã tin tưởng và ủng hộ bên em những đô la V3 HF 12125 mã. Thì đây là một trong những cái đô la mà hiện tại là bên em để có cái sự công bằng và có cái sự rõ ràng với khách hàng của mình. Thì em có quay ở đây, em có hai đôi ở đây, và hai đôi này thì đẹp thì bên em nói đẹp, thế nhưng mà nói gì nói bên em cũng sẽ vẫn quay lên để anh em cùng đánh giá và để khách hàng của mình cùng nhìn thấy được cái sản phẩm của mình trước khi nhận. Thì đây là những cái đôi loa mà bên em sẽ gửi đi cho các anh trai, một anh ở Yên Mỹ và một anh trai ở trong vẫn ở Ân Thi thôi, cả hai anh thì đều ở Hương Yên, và các anh đều đã tin tưởng em vì thật sự là anh đã chuyển khoản cho em trước từ khoảng độ 3 hôm nay rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì bên em mới có cơ hội để quay clip cũng như là làm lại sạch sẽ đẹp đẽ cho các anh, vì nó cũng khá là bận, thì mong các anh thông cảm. Vấn đề là ở chỗ là ở đây là chúng ta đang có một đôi là 15 triệu và một đôi là 14 triệu 500. Anh trai ở Yên Mỹ đã sở hữu đôi 15 triệu, thì đôi bên này là đôi 15 triệu của anh, còn bên này là đôi 14 triệu 500. Thực ra anh em có thể nhìn thoáng qua thì nó không có sự khác biệt nhau về chất lượng và độ đẹp. Thế nhưng chỉ có điều là đôi 15 triệu thì nó có sẽ có phần nó đẹp hơn một chút, nhưng mà chúng ta lại được bảo hành 1 năm, bên em rất rõ ràng luôn. Còn anh em nào không cần bảo hành thì chúng ta có thể chuyển sang cái đôi bên này, chúng ta sẽ giảm được 500.000. Thì em cũng sẽ quay gần hơn để chúng ta thấy được cái đôi loa của mình, xem đôi loa của mình như thế nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ quan tâm đến một chút những cái đôi loa 15 triệu. Ở đằng sau, và trên thực tế ra thì cả củ mát và củ chép đều rất chi là đẹp. Đó, được chưa? Tương tự như vậy thì bên cạnh đây chính là cái đôi loa 14,5 triệu. Thì anh em cũng có thể thấy rằng là độ đẹp của nó cũng không thua kém gì. Vừa rồi là em có cùng để anh em thấy được cái đôi loa, và sản phẩm thì đều là của BNC nhá. Chép thì chép BNC. Đây, anh em thấy không? Đó. Và tất nhiên sẽ vẫn là zin hết. Có một cái vấn đề là chúng ta cần phải bàn đến ở đây là đối với những cái chiếc chép này này. Toàn bộ cái họng này là cái họng nhựa. Đó, toàn bộ họng này là họng nhựa. Thì bản thân cá nhân của chúng em đã có gia cố một chút cho cái phần cái chép này, anh em có thể nhìn thấy không ạ? Đây, sẽ gia cố một chút ở cái đường này. Đó, thì cái vấn đề này là để giúp cho cái chép của chúng ta nó không bị gãy khi cái đằng sau nó là cái nam châm nó bị nặng, còn đằng trước là cái họng nhựa, và cái họng, cái cổ họng này thì nó khá là bé, thì thường thường là những cái dòng này là hay bị gãy nhá, những cái dòng này là hay bị gãy, cho nên là bên em đã gia cố lại và đẹp. Thì thực ra vẫn đảm bảo được là cái chất lượng âm thanh, vì cái này là chúng em chỉ gia cố gắn keo cái nhựa, chứ chúng ta không tác động gì đến củ loa, không tác động gì đến những cái vấn đề khác, nên hoàn toàn chúng ta có thể thấy bình thường, và chúng ta cũng không vấn đề gì vì như này nó sẽ chắc hơn, không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của cái loa này cả. Thế còn hiện tại cái chất lượng của cái loa phụ thuộc vào cái côn chép, cái từ nam châm, và đây, cái côn chép rất quan trọng anh em nhé. Còn về cơ bản những cái khác nó không cần phải gia cố, thì bên em không gia cố để làm gì cả nhá. Và bây giờ thì như này, nó là như này rồi, bây giờ em sẽ lật nó lên để chúng ta thấy được một chút về cái phân tần ở trong, để đảm bảo là hàng của chúng ta nó là hàng zin. Thực ra nó đều zin hết cả thôi, anh em có thể nhìn thấy không ạ? Phân tần cái trên, cái dưới, và dây phân tần của B3 anh em nhìn cái nhận ra ngay. Đó. Chứ nó cũng không có cái gì được gọi là lệch cả đâu. Đấy. Rồi. Thank you.
anh em thấy không? Đó, nó là cái điều rõ ràng. Đấy, điều rất rõ ràng luôn. Được chưa? À, chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta ngửa cái bát lên. Anh em chờ em một chút nhé. Em sẽ ngửa cái bát này lên. Và đây là bên ngoài của chiếc loa của chúng ta. Như thường lệ là chúng ta vẫn sẽ nhìn thấy cái loa của chúng mình. Đảm bảo về độ đẹp ạ. Và sản phẩm thì zin hết rồi, chúng ta không có gì phải lăn tăn. Và đương nhiên là chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta khám phá cái thùng, xem là hiện tại thì cái sản phẩm mà bên TMX của chúng em bán ra nó sẽ khác, ngoài những cái củ loa của bác ra thì những cái sản phẩm này nó khác như thế nào so với những cái giá của một số anh em khác cũng đang bán đó. Rồi chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta khám phá thêm về những cái thùng. Mời anh em chúng ta xem qua cái bên ngoài của nha chiếc loa. Thì đây là cái bên ngoài mà loa mà TMX sẽ gửi cho anh em. Về thực tế cơ bản thì đối với loa bãi thì nó sẽ có những cái chút xước sát nhỏ chứ không phải là không. Thì ở đây là nó đẹp như em đang quay ở đây. Được chưa? Và đương nhiên là chúng em đã có lau và làm đẹp. Thì đây được gọi là một chiếc loa đẹp. Đó. Và anh em có thể nhìn thấy ạ. Sạch đẹp. Có thể nói là nó gần như là loa mới với những cái chiếc thùng như thế này. Và anh em hoàn toàn yên tâm để chúng ta sử dụng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, anh em không phải lo. Đây. Tất nhiên là những cái chiếc ốc thiếu này thì chúng em sẽ bổ sung sau nhé. Chắc chắn là khi gửi đi là sẽ đủ ốc cho anh em rồi, không bao giờ có chuyện thiếu ốc. Anh em thấy không? Đây. Thì anh em có thể cùng xem kỹ hơn để chúng ta đánh giá. Và đây là những cái chiếc ở bên trong. Đó. Những cái bẩn này thì chúng ta có thể sẽ lau. Và rất chi là đẹp nhá anh em nhá. Chúng em không nói suông và không nói không. Thực tế là đây, loa nó như này. Đây là những cái vết tay của em. Sạch đẹp. Anh em có thể xem và đánh giá một chút xem là hiện tại là những cái sản phẩm này bên em bán ra nó có khác gì so với những anh em ở ngoài không, và những cái giá thành chúng ta có thể được luôn. Đây, đây. Thùng đẹp gần như mới anh em nhé. Và nó vẫn là sơn nguyên bản anh em nhé, em chỉ lau thôi. Đó. Kể cả những cái sắt này chúng em cũng làm đẹp hết này. Đó, chứ anh em thấy đấy, nó rất là đẹp. Tiếp theo những cái chiếc bên này. Hoàn toàn rất chi là đẹp.
Và đối với những cái dòng loa này thì xin phép anh em là anh em xem, chúng ta sẽ em sẽ không làm mất thời gian của anh em, mà chúng ta sẽ không test cái chất lượng âm thanh. Thì vì cái loa này đã có rất nhiều những anh em chúng ta đã biết về nó. Ở đây em chỉ quay để anh em thấy được rằng là những cái đôi loa em gửi đi cho anh em nó chất lượng như thế nào, nó đẹp ra làm sao, nó có zin hay không. Còn cái việc chất âm thì anh em có thể tìm lại một cái video em giới thiệu, em có test rất là đầy đủ. Còn ở đây là những cái chiếc thủ loa em gửi đi cho anh em là nó đẹp gần như mới, sạch sẽ, anh em hoàn toàn là có thể yên tâm về và sử dụng nhá. Đây, rất chi là tổng thể. Đó, chiếc tiếp theo là chiếc bên này. Thì anh em, như anh em đang nhìn thấy ở đây thì gần như không có chiếc nào xấu à. Đúng không? Gần như không có chiếc nào xấu, chiếc nào cũng rất là sạch đẹp và đẹp gần như mới, em khẳng định luôn. Tuy nhiên là cái chiếc này thì nó có một vài những cái vết dằn. Cái vết dằn này là em nghĩ là do quá trình vận chuyển, là họ vận chuyển nó dằn. Cái này thì em cũng không vá, mà em chỉ làm đẹp thôi, cho nó sạch sẽ sơn thôi, anh em có thể nhìn thấy không ạ? Chứ chúng ta mở vá keo ở đây thì sẽ mất cái lớp sơn sần của nó đi và nó sẽ xấu đi. Đó, như này là em không vá, em chỉ để như này thôi. Một chút này là bãi thì em nghĩ là chúng ta cũng không có cái vấn đề gì để chúng ta phải ảnh hưởng cả. Còn anh em mà thích vá, em vẫn vá được và em đủ công nghệ để vá và làm lại sần như cũ của nó. Nhưng mà tuy nhiên là chúng ta sẽ không có được cái lớp sơn đẹp như này. Đó, nói gì thì nói, cái lớp sơn của hãng họ làm vẫn cứ đẹp hơn chúng ta. Và đây là những cái chiếc loa tổng thể và nó chính là đôi loa B3 HF1212 La Mã. Rất là trân trọng cảm ơn toàn thể những anh em đã tin tưởng và ủng hộ Audio TMX trong suốt thời gian qua. Mọi thông tin anh em có thể liên hệ qua số điện thoại là 0345 265 888, và anh em có thể đặt hàng, cũng như là anh em có thể xem, chia sẻ, và chúng ta hãy like, chia sẻ, comment, bình luận những câu hỏi để giúp cho kênh được phát triển hơn. Xin trân trọng cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video clip lần sau.